Clip Thư Vũ, về nhà đi con, nhún nhảy trên xe gây tranh cãi. Người đẹp 9X nhận nhiều bình luận chê bai vì hành động nguy hiểm. Mới đây, trên trang cá nhân, anh Thư đăng tải clip mới thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, diễn viên Về nhà đi con mặc bikini gợi cảm với quần short jean. Không chỉ thế, người đẹp sinh năm 1998 còn vươn người ra khỏi cửa sổ khi ô tô đang chạy và liên tục tạo dáng. Thậm chí, có khoảnh khắc cô buông cả hai tay. Giữa những năm tháng thanh xuân, hãy cứ rực rỡ theo cách em muốn, anh Thư đính kèm dòng chú thích. Bên cạnh những bình luận trầm trồ về hình thể chuẩn chỉnh của nữ diễn viên, đa số bình luận đều chỉ trích cho rằng hành động của cô rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, một cú tăng ga hoặc phanh gấp có thể khiến anh Thư đối mặt với sự cố không lường trước. Ngoài ra, những chướng ngại vật bất ngờ trên đường có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như xe sau mất lái, cành cây, biển báo giao thông, dây điện thòng đều có thể gây nguy hiểm cho cô. Coi chừng va trúng mấy cái biển báo, dù em xin thế nào nhưng anh vẫn phải cho em điểm không vì hành động này, không biết chỉ quay mấy giây sóng ảo hay đi cả một đoạn đường dài nhỉ, nhìn mà chán, là một số ý kiến của dân mạng. Về phần mình, anh Thư không quan tâm và cũng không giải thích gì về video này. Anh Thư không phải là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình khi từng tham gia nhiều bộ phim như Về nhà đi con, Sinh tử, Đại gia chân đất. Người đẹp sinh năm 1998 sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm. Vì thế, cô còn là gương mặt đại diện, quay quảng cáo TVC cho các nhãn hàng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Thư cho hay, cũng giống như bao hiện tượng mạng nổi tiếng khác, cô từng gặp nhiều áp lực vì những lùm xùm ngoài ý muốn. Những thông tin tiêu cực khiến diễn viên 9X không kiểm soát được nên đã mất tinh thần một thời gian dài. Vì vậy, cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn và trở lại với cuộc sống bình thường. Thời điểm xảy ra chuyện buồn thì những người tôi cần đều ở bên cạnh tôi. Bạn bè và người thân đều động viên tôi rất nhiều. Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của tôi lúc ấy, cô nói với chúng tôi. Hiện anh Thư làm việc tại một quán bar có tiếng ở Hà Nội. Hawker nói khi có dự án nghệ thuật phù hợp, cô sẽ sẵn sàng quay lại. Cách đây không lâu, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài thương hiệu để thay đổi hình tượng. Có thể nhận thấy, người đẹp 25 tuổi trông cá tính và sắc sảo hơn với tóc ngắn.